Tin nóng bóng đá 15 tháng 7, Argentina vô địch Copa America Rodri hay nhất Euro, Southgate chưa quyết tương lai, thể hiện bản lĩnh Argentina vô địch Copa America. Hoàn toàn xứng đáng Rodri nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Tuổi trẻ tài cao Lamine Yamal phá kỷ lục của vua bóng đá Pele. Cần cân nhắc thêm Gareth Southgate bỏ ngỏ tương lai. Vì những lý do ngoài chuyên môn nên trận chung kết Copa America đã bị hoãn hơn một tiếng mới có thể bắt đầu. Thế nhưng cả Argentina cùng Colombia đều nhập cuộc cùng quyết tâm rất cao. Được biết trong 45 phút đầu tiên, Colombia là bên cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn. Tuy vậy, sự vô duyên của các chân sút đã khiến hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sự bế tắc sau đó tiếp diễn sang cả hiệp 2, nên 90 phút chính thức đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Kịch tính chỉ thực sự tăng cao khi Lautaro Martinez giúp Argentina vượt lên dẫn trước ở phút 112. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của đại chiến, nên Argentina đã chính thức vô địch Copa America một cách để thuyết phục. Ngay sau khi đại chiến giữa Tây Ban Nha và Anh kết thúc, thì UEFA đã đồng loạt công bố các giải thưởng cá nhân quan trọng. Với riêng chung kết, Nico Williams nhận giải cầu thủ hay nhất trận khi ghi bàn mở tỷ số và có nhiều pha bóng đáng xem. Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro, Lamine Yamal tỏ ra không có đối thủ khi thi đấu rực sáng và có được một bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, việc Dani Olmo là đồng vua phá lưới giải đấu cũng là một dấu ấn quan trọng với La Roja. Ngoài ra, sự vinh danh cũng được dành cho Rodri với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chính đẳng cấp của trụ cột Manchester City đã giúp Tây Ban Nha giành được thế trận trong các cuộc đấu mà họ tham dự để hoàn thành giải đấu cùng 7 trận thắng liên tiếp. Không chỉ cầu thủ mà huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng là cá nhân nhận sự vinh hạnh lớn sau khi trận chung kết khép lại. Được biết, ở phần trước đó của sự nghiệp, ông thầy 63 tuổi gắn bó với những lứa trẻ của Tây Ban Nha và cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Thậm chí việc Luis de la Fuente lần lượt lên ngôi ở giải U19, U21 châu Âu, Nations League và Euro cũng là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử làng túc cầu. Do vậy, thuyền trưởng La Roja xứng đáng nhận được sự trọng vọng và chắc chắn, chiến lược gia sinh năm 61 vẫn sẽ cùng Tây Ban Nha hướng đến những mục tiêu mới tại các giải đấu trước mắt. Bóng đá không phải là môn thể thao mà niềm vui dành cho tất cả mọi người, và nỗi buồn hiện đang bao trùm tam sử cùng dàn sao tuyển Anh. Chẳng ai hiểu cảm giác ảm đạm trên bằng Harry Kane khi chân sút xứ sương mù đã thất bại tại tất cả các trận chung kết trong sự nghiệp. Cụ thể, tiền đạo người Anh từng về nhì 6 lần ở các đấu trường Euro, Champions League, siêu cúp Đức và cả Carabao Cup. Cập nhật vừa nêu kéo dài thêm cơn khát danh hiệu đã ám ảnh Kane quá lâu và chẳng biết khi nào sẽ kết thúc. Mọi chuyện còn trở nên xót xa hơn khi qua từng năm thì tuyển thủ tam sử lại tiếp tục làm dày thêm các kỷ lục cá nhân bằng hiệu suất làm bàn khủng của mình. Hai lần về nhì liên tiếp tại Euro chẳng phải trải nghiệm dễ chịu, nhưng việc giúp tuyển Anh tiến sâu ở các giải đấu lớn vẫn giúp huấn luyện viên Gareth Southgate nhận được sự tôn trọng. Tuy vậy, khi được chất vấn về tương lai thì chiến lược gia 53 tuổi đã thận trọng cho biết: "Tôi không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này. Tôi cần có nhiều cuộc thảo luận với những người quan trọng và không thể công khai việc đó một cách quá sớm." Ở chiều ngược lại, FA được cho là sẵn lòng trao cho Gareth Southgate một bản hợp đồng mới, nên khả năng cao các bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán ngay trong thời gian tới. Lamine Yamal đã ra sân trong đại chiến Tây Ban Nha gặp Anh khi 17 tuổi một ngày và chi tiết đó điền tên thần đồng xứ đấu bò vào lịch sử làng túc cầu. Cụ thể, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona vừa chính thức vượt qua vua bóng đá Pele để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở chung kết một giải đấu lớn. Mọi chuyện còn trở nên đáng chú ý hơn khi tuyển thủ La Roja dọn cỗ cho Nico Williams ghi bàn mở tỷ số để góp phần đưa Tây Ban Nha lên ngôi. Điều này giúp Lamine Yamal phá tiếp kỷ lục về cầu thủ trẻ nhất từng kiến tạo ở trận chung kết Euro và vô địch giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu. Quả thật, những thông số nổi bật và chắc chắn Euro 2024 sẽ là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của ngôi sao 17 tuổi. Vài ngày sau khi chuyên gia săn tin Fabrizio Romano hô khẩu lệnh "Here we go", thì Manchester United đã chính thức ra mắt tân binh Joshua Zirkzee. Được biết, quỷ đỏ phải trả cho Bologna mức phí khoảng 42,5 triệu euro để có được ngôi sao người Hà Lan cùng bản hợp đồng 5 năm và tùy chọn gia hạn 12 tháng. Bản thân cầu thủ 23 tuổi cũng cực kỳ phấn khích khi cập bến Old Trafford và đang hướng đến việc giúp câu lạc bộ chủ quản đạt được những thành công mới. Ở chiều đối diện, giám đốc thể thao Dan Ashworth phần nào tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ Đỏ bằng phát biểu: "Một trong những mục tiêu chính trong mùa hè này là tìm tiền đạo mới để củng cố hàng công. Chúng tôi rất vui mừng khi đã ký được hợp đồng với một cầu thủ tầm cỡ như Zizi ở giai đoạn sớm như vậy trong kỳ chuyển nhượng." Bóng đá Tây Ban Nha đang có một năm đại thành công khi La Roja vô địch Euro, còn Real Madrid lên ngôi tại Champions League. Thậm chí giới chuyên môn còn tìm thêm những chi tiết thể hiện sự thăng hoa của bóng đá xứ đấu bỏ. Cụ thể, kể từ trận chung kết Champions League năm 2002 đến giờ, La Roja cùng các đội bóng tại La Liga đã lọt vào tới 23 trận chung kết gặp các đối thủ từ những nền bóng đá khác. Kết quả nhận về cực kỳ ấn tượng khi những tập thể đến từ Tây Ban Nha có tỷ lệ chiến thắng 100%. Khó có bản lĩnh nào lớn đến vậy, và người hâm mộ La Roja có quyền hy vọng vào một giai đoạn đại thành công của bóng đá nước nhà. Nửa đầu bản tin nóng bóng đá ngày 15 tháng 7 đã trôi qua với những thông tin hấp dẫn nhất về làng túc cầu.
Đừng vội dừng lại video mà hãy cùng tôi đến với các cập nhật khác nóng hổi không kém với phần tiếp theo. Những cập nhật hối hả của hai giải quốc tế cùng nhiều thông tin chuyển nhượng khiến một số fan quên rằng các câu lạc bộ lớn cũng đang chuẩn bị tour du đấu của mình. Là một trong những ông lớn ra sân sớm nhất, Manchester United sẽ đụng độ Rosenborg vào 23 giờ đêm nay. Được biết trước khi bay đến Na Uy, Quỷ Đỏ đã tung ra bản danh sách đăng ký thi đấu với khá ít thành viên trong đội 1. Nguyên nhân là do rất nhiều ngôi sao vẫn đang được nghỉ thêm sau Euro và Copa, trong khi số khác vẫn đang trong quá trình rèn thể lực dù đã quay trở lại tập luyện. Do vậy, chỉ có Jonny Evans, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Mason Mount và Marcus Rashford là những nhân tố nổi bật sẽ bay đến Na Uy đụng độ Rosenborg. Do vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có cơ hội để thử nghiệm các thủ trẻ màn chạm trán vừa nêu. Rõ ràng sau khi được gia hạn hợp đồng, ông thầy người Hà Lan chịu sức ép rất lớn về việc giúp Quỷ Đỏ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới. Dù nhận được rất nhiều lời hỏi mua dành cho João Neves kể từ đầu phiên chợ hè, nhưng Benfica vẫn chưa gật đầu với bất kỳ đề nghị nào. Nguyên nhân là do đội bóng Bồ Đào Nha kiên quyết đòi hỏi các đối tác phải trả khoản phí phá vỡ hợp đồng lên đến 120 triệu euro và tuyển thủ Seleção châu Âu. Đây là con số khiến Arsenal và Manchester United chùn chân khi họ không có ý định chi ra nhiều tiền đến vậy. Và chiều hướng hơi khác một chút, thì dù có nền tảng tài chính khá tốt, Paris Saint-Germain cũng chỉ có thể đưa ra mức giá khoảng 75 triệu euro. Do vậy, thương vụ hiện đã đi vào bế tắc và trừ khi Benfica tỏ ra cởi mở hơn trên bàn đàm phán, João Neves vẫn sẽ ở lại Bồ Đào Nha vào mùa giải mới. Hành trình của Lionel Messi tại Copa America đã kết thúc và ngôi sao Nam Mỹ đã có cách chia tay các đồng đội đầy thú vị. Cụ thể, El Puga đã kỳ công chuẩn bị và dành tặng 23 chiếc tai nghe loại xịn cho các chiến hữu như một hình thức tăng tinh thần đoàn kết trong nội bộ La Albiceleste. Rõ ràng ngoài những dấu ấn chuyên môn, chính các chi tiết ấm áp như vừa rồi sẽ khiến Messi được yêu quý nhiều hơn. Euro 2024 chắc chắn là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kobe Mino. Thậm chí với việc xuất hiện trong đại chiến với Tây Ban Nha, tài năng 19 tuổi còn chính thức đi vào lịch sử cùng thống kê đặc biệt. Cụ thể, Kobe Mino vừa trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất từng đá chính ở trận chung kết Euro và đây không hề là thành tích dễ xô đổ trong tương lai. Tất nhiên mọi chuyện sẽ có ý nghĩa hơn nếu cầu thủ thuộc biên chế Man United tiếp tục đà thăng tiến của mình ở mùa giải sắp tới. Ngoài tìm kiếm nhà vô địch Euro thì trận chung kết đêm qua còn là dịp để người hâm mộ bóng đá thế giới được nhìn thấy nhiều huyền thoại của làng Túc Cầu. Với các fan Tây Ban Nha, họ thực sự bồi hồi khi chứng kiến Xavi, David Villa cùng Iniesta hội ngộ trên khán đài để cổ vũ các hậu bối tranh tài. Được biết trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình, bộ ba vừa nêu từng mang về rất nhiều danh hiệu cho La Roja cũng như Barcelona. Thêm một chút thông tin thì hiện tại Iniesta vẫn còn thi đấu, còn Xavi cùng David Villa đã treo giày. Ngay khi có mặt trong thành phần ban lãnh đạo của Manchester United thì Sir Jim Ratcliffe đã thực hiện hàng loạt điều chỉnh ở mọi khía cạnh tại sân Old Trafford. Việc này khiến Eric Cantona ấn tượng và huyền thoại Quỷ Đỏ đã đưa ra một nhận xét rất đáng chú ý cùng nội dung. Chúng ta nói rất nhiều về cầu thủ và huấn luyện viên, nhưng đôi khi lại đánh giá thấp vai trò của các chủ tịch và những người thực sự phụ trách câu lạc bộ. Điều này là vô cùng quan trọng khi Man United có một người như Sir Jim Ratcliffe để quản lý các khía cạnh thể thao của đội bóng. Quả thật là một góc nhìn tinh tế và các fan Quỷ Đỏ đang rất chờ đợi những thành công sẽ đến với đội chủ sân Old Trafford dưới sự lèo lái của tỷ phú xứ sở sương mù. Cảm ơn mọi người vì đã đi hết clip ngày hôm nay. Euro cùng Copa America đã khép lại và các cập nhật về nhiều câu lạc bộ tên tuổi sẽ liên tục xuất hiện trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Rất mong các bạn tiếp tục đón xem và dành tặng ekip những lượt like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.